nay mình làm trứng chiên ăn sáng kiểu của Mỹ nha, gọi là scramble eggs cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa con nít ở bên đây thì nó ăn thích ăn trứng kiểu này. Ăn trứng kiểu ốp la của mình thì nó cũng không có thích lắm. Cho nó ăn thì nó ăn nhưng mà nó không thích. Nhưng mà nó thích làm ăn kiểu scramble eggs kiểu này. Hôm nay mình làm cái món này rất là dễ. Mình có trong đây mình có 4 cái trứng. Và mình sẽ bỏ, mình đã bỏ một chút muối, một chút đường ở trong đây rồi. Bây giờ mình đập 4 cái trứng rồi đây. Mình vẩy lên cho trứng với muối với đường nó tan, nó hòa tan. Không cần đánh nổi lắm, chỉ quậy cho nó bể trứng, nó trộn lại với nhau thôi. Rồi đây là sữa, sữa tươi. Mình bỏ một ít sữa tươi vào. Quậy cho nó đều lên. Mình sẽ có một cái hỗn hợp như thế này. Rồi mình sẽ để lên chảo mình chiên nha. Mình bắt chảo lên. Rồi mình để lửa thấp thôi, không cần để lửa cao. Tại mình không muốn cái này nó bị vàng, nó bị có cái màu nâu nâu á. Mình muốn cái này nó có vừa chín tới để nó có cái màu vàng. Nên mình đặt lửa thấp thôi. Và mình bỏ đây vào đây một miếng bơ. Bây giờ miếng bơ mình để đủ cho cái chảo nó nóng, cái miếng bơ nó chảy ra. Khi bơ nó vừa chảy ra là mình có thể bỏ trứng vô. Mình cứ trộn lên thôi. Mình trộn đến khi nào mà cái trứng nó sệt lại là được rồi. Cái này em bé nhỏ, mấy đứa con nít nó thích lắm. Trộn lại bắt đầu cái này nó sệt sệt là được. Nhắn trộn cũng để dây, mình cứ để cho nó khét nó cái màu nâu nó không đẹp. Nào mà tắt bếp là được rồi đó. Trứng vừa chín, sữa cũng vừa chín. Để ra cái dĩa là xong. Hôm nay là ngày Chủ nhật, nhà mình ai cũng thức trễ hết đó, cho nên mình làm một bữa brunch, gọi là brunch cho gia đình mình. Thì người Mỹ họ gọi brunch là
giờ ăn sau qua qua giờ ăn sáng và trước giờ ăn trưa, ở khoảng giữa giữa như vậy á, họ nói nếu mà ăn như vậy gọi là ăn brunch, thì mình làm một bữa ăn brunch cho thưa chủ nhật cho gia đình chồng và mấy đứa con. Thì ở đây mình có scramble eggs là trứng chiên kiểu của Mỹ với bơ với lại sữa cho mấy đứa nhỏ. Con nít ở bên đây nó rất là thích cái trứng chiên kiểu này, nó không có thích trứng chiên kiểu ốp la như mình. Người Việt Nam mình làm mình cho nó ăn thì nó ăn, nhưng mà nó lại thích cái này, tại nó ăn cái này từ nhỏ đến lớn nó quen rồi, ở trong trường cũng cho ăn trứng chiên kiểu này. Rồi ở đây mình có bánh mì, rồi mình có croissant. Croissant này mình mua ở Costco đó, rồi mình về cái mình bọc nó giấy kiến lại cho nó đừng có khô, mình ăn được dài hơn. Đó, đây là croissant, rồi cái này là bagel, bánh mì của Mỹ, rồi cái đó là gọi là English muffin. Rồi bagel thì ăn với lại cream cheese là cái bơ đó, bơ kem của Mỹ, rất là ngon. Rồi mình có chiên trứng với lại bacon, là với lại sausage, là bacon sausage là hai cái đồ ăn nhạc buổi sáng gia đình Mỹ hay hay ăn. Đây là bữa ăn sáng, ăn brunch. Rồi ở đây mình có sữa, nước cam, với lại trong cái bình đỏ đỏ là mình có cà phê, với lại uống với nhà mình thì uống không có uống với sữa đặc mà uống với cream với lại đường. Đây là bữa ăn sáng chủ nhật. Thì mùa này không có đi đâu, không có ra ngoài ăn, thì thường thường chủ nhật gia đình mình thì hay ra ngoài ăn ăn sáng, nhưng mà bữa nay hạn chế qua ra ngoài, cho nên thôi tới nhà quay quần ăn sáng ở nhà. Sẵn mấy đứa con hôm nay nó cũng ở nhà nữa, cho nên mình có nguyên một gia đình, cho nên làm một chút chia sẻ với các bạn, cho các bạn xem buổi ăn sáng của gia đình mình.